của tàu Trung Quốc. Thế nhưng, có như vậy mới lại càng thấy rõ được tinh thần quả cảm, lòng quyết tâm và kiên định trên các tàu Việt Nam trên biển. Lịch tắm có thể kéo dài từ 3 đến 5 ngày hay lâu hơn nữa. Thế nhưng, nhiều người trong số họ vẫn lạc quan dí dỏm. Ngày nào mà vòi rồng